6 điều người thật sự thông minh không bao giờ làm. Những người thông minh sẽ không bao giờ làm 6 điều này vì nó gây ảnh hưởng tiêu cực đến tư duy, khiến họ khó mãn nguyện trong đời sống và khó thành công trong sự nghiệp. 1. Hay khoe khoang. Một người luôn thể hiện tính khoe khoang với người khác là người vốn dĩ luôn kiếm tìm sự xác thực từ những người xung quanh, không tự tin vào những gì bản thân đang có. Ngược lại, những người thông minh không cần phải khoe khoang về những gì bản thân đạt được vì họ tự tin bản thân luôn nỗ lực và đạt được mục tiêu mình đề ra. 2. Đổ lỗi cho người khác. Người thông minh không bao giờ đổ lỗi cho người khác bởi họ biết đó là cách nhanh nhất để phá vỡ một mối quan hệ cũng như điều đó khiến họ trở nên đê hèn. Không ai có thể tránh việc mắc sai lầm, kể cả người thông minh. Nhưng cách ứng xử ra sao sẽ chứng minh một người có thông minh hay không. 3. Công khai chỉ ra khuyết điểm của người khác. Cái hơn của người thông minh đó là họ luôn biết cách bảo vệ người khác tinh tế. Nếu phát hiện lỗi sai của người khác, họ sẽ không chỉ thẳng trước mặt để khiến người đối diện cảm thấy bị hạ thấp. Thay vì thế, họ sẽ trao đổi riêng với người kia để nhận ra khuyết điểm cũng như cùng nhau cải thiện để trở nên tốt hơn. 4. Cầu xin sự chú ý. Tự tin vào bản thân nên chắc chắn những người thông minh sẽ không bao giờ làm những điều ngốc nghếch để thu hút sự chú ý của những người xung quanh. Phương án thông minh mà họ sử dụng đó là chia sẻ với những người xung quanh để bày tỏ cảm xúc của mình. Vốn dĩ thần thái của những người thông minh đã thu hút sẵn, không cần phải làm bất cứ hành động nào. 5. Nói dối. Một người giỏi giang sẽ chẳng bao giờ lấp liếm, phóng đại về bản thân. Chỉ có kẻ không tự tin vào bản thân mới nói dối để khoác lác về mình, muốn gây ấn tượng với người khác. Sự trung thực chính là chìa khóa để mở mọi cánh cửa thành công. 6. Dễ dàng từ bỏ. Im lặng, nỗ lực và không từ bỏ chính là những gì có thể nhìn thấy được ở một người thông minh. Chắc chắn họ biết rõ được đâu là điểm xuất phát và điểm dừng. Người thành công không bao giờ dễ dàng từ bỏ. Thành công là ước mơ của tất cả mọi người nhưng ước mơ thôi là chưa đủ. Hãy tạo cho mình thói quen tích cực. Ngạn ngữ có câu: gieo suy nghĩ gặt hành động, gieo hành động gặt thói quen, gieo thói quen gặt tính cách, gieo tính cách gặt số phận. Thuận lợi hay khó khăn, thất bại hay thành công là những điều sẽ xảy ra trong cuộc sống.